Phật quỷ kinh văn. Phục thứ A Nan, thị trư chúng sanh phi phá luật nghi phạm Bồ Tát giới, vì Phật niết bàn. Chư dư tạp nghiệp lịch kiếp thiêu nhiên, hậu quả tất tội thọ chư quỷ hình. Việt dịch: lại nữa A Nan, các chúng sinh đó nếu không phá luật nghi phạm Bồ Tát giới vì báo niết bàn của Phật, mà chỉ phạm những nghiệp phức tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp đền hết tội lỗi thì chịu những hình trạng quỷ. Giảng giải. Giải thích về 10 tập nhân và 6 giao báo dù chưa dứt, Đức Thích Ca Mâu Ni bảo: lại nữa A Nan, ta sẽ nói thêm cho ông biết, các chúng sinh đó, những kẻ đã tạo nghiệp, nếu không phá luật nghi, có người nói như đạo Phật là đạo Phật, cần gì phải có giới luật ràng buộc, con người cần tự do, nhất là nước Mỹ thì càng được tự do, nếu không tự do thì chết đi cho rồi, họ phản đối giới luật Phật. Thậm chí còn nói một người xuất gia là thành viên của tăng già, thì thọ giới hay không thọ giới cũng không sao, đấy là lời nói bất chính nhằm mê hoặc chúng, là nguyên nhân dẫn tới địa ngục. Họ phạm Bồ Tát giới, họ không giữ trọn 10 trọng cấm và 48 khinh cấm Bồ Tát giới. Họ hủy báng niết bàn của Phật, cho rằng niết bàn là không thật có. Như vậy họ càng dấn sâu vào tội lỗi và chỉ phạm những nghiệp phức tạp khác, đó đều là nghiệp xấu. Do gây ra các tội thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp là quãng thời gian rất lâu dài để hết tội lỗi. Họ phải chịu đựng hết mọi hình phạt báo ứng nơi địa ngục và tội lỗi gột sạch thì chịu những hình trạng quỷ. Khi dứt tội, các chúng sinh ấy tái sinh làm quỷ. Có người tự nhận là người học Phật, nhưng họ lại không tin những quỷ nói đến trong Kinh Lăng Nghiêm. Có nhiều loại quỷ chứ không phải một. Thực ra xin nói với quý vị điều này, chú Lăng Nghiêm xét chung, đấy chính là tên của các quỷ. Lashupurshulapurye là tên của quỷ. Lý do chúng ta tụng chú gọi tên của quỷ vương khi tụng danh hiệu của quỷ chúa, các loại quỷ thường khác không dám gây hại phá rối mình, chú là tên của quỷ thần vậy. Luận về việc tái sinh làm quỷ, vậy đó là loại quỷ nào? Có 10 loại quỷ ứng với 10 nghiệp gây ra từ 10 tập nhân, nhưng thực ra đó chỉ là 10 loại tượng trưng, còn có rất nhiều loại quỷ khác. Kinh văn: nhược ư bổn nhân tham vật vì tội, thị nhân tội tất, ngộ vật thành hình danh vì quái quỷ. Việt dịch: nếu do vì tham vật mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp Phật thành hình gọi là quái quỷ. Giảng giải: nếu do vì tham vật, tức nguyên nhân mà làm ra tội, đối tượng tham đó là gì? Đấy là lòng tham muốn dâm dục. Một người tham luyến đeo đuổi theo đối tượng và gây nên tội ắt phải vào địa ngục. Sau khi đền hết tội ra khỏi địa ngục, nhưng tập khí tham luyến chưa dứt, khi ấy nếu gặp đối tượng vật nào đó, người ấy sẽ hình thành tinh thành quái, gọi là quái quỷ. Kinh văn: tham sắc vì tội, thị nhân tội tất, ngộ phòng thành hình danh vị bạt quỷ. Việt dịch: do tham sắc mà làm ra tội thì người ấy đền tội xong gặp gió mà thành hình gọi là bạt quỷ. Giảng giải: do tham sắc mà làm ra tội thì người ấy đền tội xong gặp gió mà thành hình. Khi đền tội xong, người ấy ra khỏi địa ngục, nhưng tập khí tham dâm chưa dứt, tính lãng du phóng đãng vẫn còn, nên gặp gió thành hình gọi là bạt quỷ. Bạt quỷ tức là hạ quỷ, hoặc còn gọi là nữ yêu. Loài quỷ này đến đâu thì nơi đó khô hạn, không có mưa, nhân vì đa dâm nên làm cho âm dương không thuận, mây mưa bất thành. Và đây là sự thực. Nghe Kinh Lăng Nghiêm, quý vị có thể khám phá ra nhiều bí ẩn của thế gian. Những vấn đề khoa học vật lý được nêu rõ trong bản kinh này, nếu không nghe Lăng Nghiêm, quý vị sẽ không hiểu tại sao có khô hạn và hoang mạc. Về căn bản, nơi ấy có nhiều bạt quỷ. Kinh văn: tham hoặc vi tội, thị nhân tội tất, bộ xúc thành hình danh vi mị quỷ. Việt dịch: do tham dối trá mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp xúc thành hình gọi là mị quỷ. Giảng giải: đây là loại quỷ hình thành khi gặp một động vật, có thể đó là con cáo, con sói hoặc là mèo, chó. Những con vật ấy có thể tiềm tàng trong chúng tính chất kỳ lạ, siêu tự nhiên. Tôi thường thấy một con mèo có tính cách của quỷ. Nó có động tác rất khác thường, như nhảy lên nóc nhà cao 3 mét,
đạn từ trên cao nhảy xuống đất hoặc chạy xuyên suốt từ đường này qua đường khác. Loài cáo cũng vậy, nó có thể nhập hồn vào một người và nói năng bình thường. Có rất nhiều hiện tượng lạ như vậy, đấy gọi là mị quỷ. Khi loài quỷ này nhập vào người thì tâm ý người đó thất tán, mất hết nhận thức, như là họ ngủ say đi vậy. Kinh văn: tham hận vi tội, thị nhân tội tất, ngộ trùng thành hình, danh cổ độc quỷ. Việt dịch: do tham giận mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp con sâu thành hình, gọi là cổ độc quỷ. Giảng giải: do tham giận mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp con sâu thành hình. Tất cả 10 loại quỷ đã thuật qua đều là do lòng tham của họ. Chính lòng tham khiến họ thành hình dạng như quỷ. Ở đây là lòng tham tức giận, lòng chất chứa đầy tức giận. Họ tấn công kẻ khác mà không cần lý do, chính vậy nên tạo thành nghiệp chướng tức giận. Nguyên nhân đó khiến họ vào địa ngục. Khi đèn hết tội, họ thành quỷ, thay đổi hình dạng khi gặp sâu, gọi là cổ độc quỷ. Loại cổ độc này thấy có ở Quảng Đông Trung Quốc, người ta dùng nó để hại người khác. Cổ độc trích lấy từ một loại sâu, hòa với thảo dược chế biến thành loại thuốc. Họ pha vào trà cho ai đó uống, uống xong sẽ trở thành kẻ phục tùng mệnh của chủ nhân cổ độc. Nếu trái lệnh sẽ chết. Ở các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Việt Nam đều có các loại cổ độc. Đấy là loại quỷ rất độc hại. Kinh văn: tham ức vì tội, thị nhân tội tất, ngộ suy thành hình, danh vì lệ quỷ. Việt dịch: do tham thủ án mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp vận suy mà hình thành, gọi là lệ quỷ. Giảng giải: do tham thủ án mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp vận suy mà hình thành. Thủ án là luôn nghĩ đến điều đã xảy ra trong quá khứ và lòng cứ tức giận mãi. Vì muốn trả cho được thù nên phạm tội. Sau khi đèn hết tội, người ấy ra khỏi ngục vô gián. Nhưng tập khí oán giận chưa dứt, gặp phải vận suy nên thành hình. Đó có thể là vận suy của kẻ thù hoặc lại động vật suy nhược, già yếu. Và kẻ đó nương theo hình dạng thành hình gọi là lệ quỷ. Đây là loại quỷ rất dữ dằn, đáng sợ. Nó có thể hại mạng người cách dễ dàng như lấy đồ trong túi. Kinh văn: tham ngạo vi tội, thị nhân tội tất, ngộ khí thành hình, danh vi ngạ quỷ. Việt dịch: do tham ngạo mạn mà làm ra tội thì người đó để tội xong gặp khí thành hình, gọi là ngạ quỷ. Giảng giải: do tham ngạo mạn mà làm ra tội thì người đó để tội xong gặp khí thành hình. Một kẻ cao ngạo sẽ chẳng coi ai ra gì. Chúng ta không nên cao ngạo ngã mạn hoặc khiếm nhã đối với người khác. Một người chẳng muốn biết gì về đối tượng khi tiếp xúc thì thật là mất lịch sự. Thời Tam Quốc ở Trung Quốc, có một danh sĩ tên Nễ Hoành. Ngày nào ông ta đến viếng Tào Tháo. Khi ấy quyền lực Tào Tháo rất lớn và ông ta rất đỗi kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Biết Nễ Hoành đến, Tào Tháo dặn dò các quan thần cứ ngồi yên lặng, đừng màng đến khách để xem tài năng kẻ sĩ kia thế nào. Khi Nễ Hoành đi vào, thấy mọi người ngồi lặng yên, chẳng ai đứng lên chào hỏi hoặc nói năng gì. Nễ Hoành thấy thế bèn khóc lên. Tào Tháo hỏi: tại sao ông khóc? Nễ Hoành đáp: tôi thấy mọi người ngồi chết lặng lặng trong triều, vậy sao chẳng đau lòng mà không khóc được. Tào Tháo bị Nễ Hoành mắng khéo, ông ta chỉ biết lặng thinh nuốt giận. Người gây nên tội sau khi đèn hết tội và ra khỏi địa ngục, gặp khí thì thành hình. Đấy là loại khí làm cho thần thức người đó thành hiển hiện, gọi là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tên gọi chung, chỉ các quỷ chẳng có gì để ăn. Chúng có hình dạng bụng to như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, do đó chúng chẳng nuốt được thức ăn. Nếu thấy loại quỷ như thế, quý vị thấy có đáng sợ không? Kinh văn: tham võng vì tội, thị nhân tội tất, ngộ u vì hình, danh vì yểm quỷ. Việt dịch: do tham lừa gạt mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp u uẩn thành hình, gọi là yểm quỷ. Giảng giải: do tham lừa gạt mà làm ra tội thì người ấy để tội xong gặp u uẩn thành hình. Chỉ vì tham lam dối gạt nên gây ra tội chướng, người ấy phải vào ngục vô gián chịu tội, trải qua hàng trăm ngàn kiếp, chịu được ác báo, nghiệp báo trả xong, người ấy ra khỏi địa ngục. Nhưng vì tập khí dối gạt chưa dứt, thích đeo đuổi những tối tâm ẩn khuất gặp u uẩn nên thành hình, gọi là yểm quỷ. Quý vị còn nhớ cửu quỷ Cừu Bàn Trà đã nói qua, chính là loại quỷ này.
Một người học trò của tôi nói anh ta từng gặp lại quỷ này nhiều lần, có khi ra sức xua đuổi chúng. Dĩ nhiên anh ta không mất mạng. Mối nguy hại là sống lẫn cùng chúng. Và loại yểm quỷ nào có thể hại người bằng kỹ thuật của chúng. Nhưng ngày nay người học trò tôi đã tìm Phật, và tôi tin loài quỷ ấy không dám quấy phá anh ta nữa. Kinh văn: Tham minh vì tội, thị nhân tội tất, ngộ tinh vi, hình danh võng lượng quỷ. Việc dịch: do tham tà kiến mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp tinh hoa, thành hình gọi là vọng lượng quỷ. Giảng giải: tà kiến là quan điểm nhận thức của riêng mình. Với kiến thức, con người nhận xét sự việc rất tinh tế khéo léo, nhưng cũng chính từ sự thông minh đó, chúng ta lại phạm phải nhiều hành động sai trái. Như biết rõ giết người là phạm tội, thế mà họ vẫn chẳng nương tay. Biết trộm cắp là có lỗi, họ vẫn lấy cắp. Có thể đó là người giỏi, là người thông minh, lời nói có sức thuyết phục, nhưng hành động thì bất chính. Có người do tham tà kiến, người đó thông minh nhưng hành động hồ đồ, sai trái mà làm ra tội. Do phạm tội, người đó phải vào vô ngục vô gián, chịu đựng khổ não qua chẳng ngàn kiếp. Đền tội xong, được thoát khỏi địa ngục, vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tập khí cũ chưa dứt, tà kiến vẫn còn, thế nên gặp tinh hoa thành hình, gọi là vọng lượng quỷ. Nếu thần thức người đó gặp người mạnh mẽ, đầy năng lực, hoặc tinh hoa của nhật nguyệt, tất sẽ theo đó hiện hình. Quỷ vọng lượng như thế nào? Có khi chúng hiện thành trẻ con, nhưng chỉ có một chân, hoặc một thiếu niên, nhưng có đầu giữa đôi chân. Đấy là những hình dạng rất đáng sợ. Ở nhiều nơi rừng núi có hổ dữ, mọi người sẽ không dám đi qua đấy, nhưng loài quỷ này sẽ hóa hiện thành người và đi lại nơi ấy. Nhiều người thấy vậy nghĩ là hổ đã đi xa nên tiếp tục lên núi, rốt cuộc họ bị hổ giết hại. Như vậy chính quỷ vọng lượng đã giúp cho hổ ăn thịt người. Kinh văn: Tham thành vi tội, thị nhân tội tất, ngộ minh vi hình, danh dịch xử quỷ. Việc dịch: do tham vụ vạ mà làm ra tội, thì người ấy để tội xong gặp tinh linh thành hình, gọi là dịch xử quỷ. Giảng giải: do tham vụ vạ mà làm ra tội, thì người ấy để tội xong gặp tinh linh thành hình. Đây là tập khí dối trá. Vì muốn được nên dùng mọi cách dối gạt người. Hành động ấy khiến người phạm tội đi vào địa ngục. Sau hàng trăm ngàn kiếp chịu tội, người ấy ra khỏi địa ngục, nhưng tập khí dối trá chưa dứt. Thần thức người ấy vẫn muốn gạt người, do đó khi gặp tinh linh, tức là loại chú thuật, thì thành hình gọi là dịch xử quỷ. Nó giúp con người làm những điều họ muốn. Tại Trung Quốc, có người tên Kỷ Hiểu Đường, dưới tay ông ta có 5 con quỷ dịch xử. Loài quỷ này cũng có 5 thần thông: thiền nhãn, thiên nhĩ, thần túc, túc mạng và tha tâm thông, không có lộng thận thông. Loài quỷ này thuộc âm, không phải thuần dương, nên sức thần thông không lớn. Kỷ Hiểu Đường dùng quỷ này đi truyền đạt tin tức, nơi nào có tai họa, ông sai bọn chúng đến cứu giúp người lương thiện. Đương thời người trong xóm đều gọi ông là thần tiên sống. Kinh văn: tham đảng vì tội, thị nhân tội tất, ngộ nhân vì hình, danh truyền tống quỷ. Việt dịch: do tham bè phái, che giấu mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp con người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. Giảng giải: do tham bè phái, che giấu mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp con người thành hình. Bè phái, che giấu, hàm ý kéo nhau ra tòa kiện tụng. Có khi ra tòa họ kết bè phái vu vạ hại người, nói trái thành phải, phải thành trái để giành lấy chiến thắng. Người phạm tội như vậy ắt phải chịu quả báo. Khi đền tội xong, thần thức của họ gặp người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. Loài quỷ này nương vào hình dạng con người, nói năng như một người bình thường. Có khi kẻ đó giả dối tự xưng mình là Phật, là Bồ Tát, xuất hiện trong đời để cứu nhân độ thế. Khi đoán biết được mọi sự lành dữ sẽ xảy ra, rất linh nghiệm. Như vậy làm sao phân biệt được thật giả chính? Và nếu chẳng có ý đồ gì mà là do tu hành chân chính đạt được thần thông, thì đó là chính. Như nương vào người mà thành hình, muốn người khác cúng dường phụng sự, dối gạt kẻ khác thì đó là tà. Tại Trung Quốc, có người bị quỷ hoặc thần nhập vào người, thường gọi là ông đồng, bà bóng. Họ có thể chữa trị bệnh. Như trước đây tôi còn nói đến, những kẻ như vậy có thể tự mình cầm dao đâm vào đầu vào người của chính mình. Đấy là người của quỷ truyền tống. Kinh văn: A Nan, thị nhân giai sĩ, thuần tỉnh đoạn lạc, nghiệp hỏa thiêu cản, thượng xuất phi quỷ,
Thử đẳng giai thị tự vọng tưởng nghiệp chi sở chiêu dẫn, nhược ngộ bồ đề tác diệu viên minh bổn vô sở hữu. Việt dịch: A Nan, những người đó đều vì thuần tình phải đọa lạc, khi lửa nghiệp đốt sạch xong thì lên làm quỷ, như vậy đều là do cái nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được đạo bồ đề thì nơi tích diệu viên minh cũng chẳng có gì. Giảng giải: Đức Phật tiếp tục giảng giải: A Nan, không biết không, những người đó đều vì thuần tình phải đoạn lạc, vì họ chìm đắm trong tình, căn bản là vì tình dục, thiếu đi lý trí suy nghĩ chính đáng, họ hành động vì tình vì dục, điều đó đưa họ vào địa ngục. Tình thuộc âm và suy nghĩ chân chính là dương. Sau khi vào địa ngục và khi lửa nghiệp đốt sạch xong, họ rời khỏi địa ngục thì lên làm quỷ. Mặc dù nơi địa ngục đã đốt sạch nghiệp chướng, nhưng sau khi trở lại thế gian, tập khí cũ vẫn chưa dứt hẳn, nên người đó làm thành quỷ. Tình trạng như vậy đều là do cái nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Sự thực chính tự thân người ấy khởi vọng tưởng sinh ra vô minh. Vô minh này vọng khởi từ Như Lai tạng tính, tạo ra nghiệp ác, chiều cảm ác quả khổ não. Nếu ngộ được đạo bồ đề thì nơi tích diệu viên minh vốn chẳng có gì. Nếu người đó tỏ ngộ được đạo bồ đề, tất sẽ thấy tự mình vốn thanh tịnh, bản lai tự tính viên minh trong Như Lai tạng tính là hoàn toàn vắng lặng sáng tỏ, thì có đâu là hoặc nghiệp khổ não. Ha ha ha,